Máy khay CNC 4016 dao kẹp xoay 360 độ là một loại máy được sử dụng để gia công các chi tiết gỗ, đặc biệt là chân bàn ghế. Máy có 4 trục chính, mỗi trục có 4 dao phay, tổng cộng là 16 dao, giúp máy có thể gia công các chi tiết phức tạp một cách chính xác và nhanh chóng. Ưu điểm của máy khay CNC 4016 dao kẹp xoay 360 độ, máy được trang bị động cơ mạnh mẽ và hệ thống dẫn động chính xác, giúp máy có thể gia công các chi tiết gỗ với tốc độ cao, tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất. Máy được điều khiển bằng hệ thống CNC, giúp các chi tiết gia công có độ chính xác cao, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Máy có thể được sử dụng để gia công nhiều loại chi tiết gỗ khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp. Máy khay CNC 4016 dao kẹp xoay 360 độ được sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất nội thất, đồ gỗ, trang trí nội thất. Máy có thể được sử dụng để gia công các chi tiết như gia công các mặt cắt thẳng, cong, bo tròn, gia công các rãnh thẳng, cong, rãnh âm, rãnh dương, gia công các lỗ thẳng, lỗ tròn, lỗ oval, gia công các hoa văn trang trí trên thân chân bàn ghế. Máy khay CNC 4016 dao kẹp xoay 360 là một thiết bị công nghệ hiện đại, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp sản xuất nội thất. Máy có thể giúp doanh nghiệp gia công các chi tiết chân bàn ghế một cách nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí. Liên hệ ngay số hotline của Đại Phúc Vinh để biết thêm chi tiết và được báo giá.